quá cũng không quay 82 chạy qua cái đất nước nước này, xếp này nhìn đã đó các bạn ơi. Nữa này nó cũng dạng như nó coi nó không nước nhiều, chạy thì có bỏ lối ruộng được thôi chứ chạy bình thường anh em không bị trào nước. Còn một cái đường nhỏ đó là xong rồi đó các bạn ơi.
mấy chiếc máy này chạy cũng chẳng ai nè, máy lớn không đó, ghê không, nhỏ nhỏ vô là đuối nha các bạn, 70 ghê là chắc đuối á. Quá chạy các bạn ơi, Kiên Giang Hòn Đất nha anh em. Đây cho mấy năm đang xả dạt vô các bạn ơi. Giờ đứng nguyên bên. Xích 95 đang vô đi chung với bộ kia đó các bạn ơi. Cái này bộ đôi quý vị không anh em ơi. Bây giờ thử ngăn chưa, 93 chạy trước, 5 lễ chạy sau rồi đúng rồi anh em. 93 tốc độ nhanh hơn. Xuống kìa, máy chạy ghi mới gọi là máy anh em, máy này động cơ cua ta không các bạn ơi, nãy lúc đó anh đúng rồi. Giờ không sao các bạn, ngon. Ghê không anh em, kéo chạy gì mới đã các bạn ơi, siêu cẩu.